Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, Việt Nam chúng ta có một anh bạn hàng xóm là cường quốc lớn mạnh, đứng top đầu thế giới, vượt trội hơn nước ta trên tất cả mặt trận, từ diện tích, dân số, kinh tế cho đến sức mạnh và tiềm lực quân sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dưới những âm mưu bành trướng, bá chủ toàn cầu thì Trung Quốc có thể dễ dàng thâu tóm được tất cả những nước yếu thế hơn, kể cả là một đất nước nhỏ bé như Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám làm điều đó với Việt Nam, mà thay vào đó chỉ là những chiêu trò khiêu khích để xem động thái của chúng ta như thế nào mà thôi các bạn ạ. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại e sợ và không dám tấn công Việt Nam các bạn nhỉ? Để làm rõ điều này thì xin mời các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, chúng ta sẽ nhắc lại sức mạnh lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của đất nước ta khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ các bạn nhé! Các bạn biết đấy, lịch sử Việt Nam được tích lũy từ 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà trong đó Trung Quốc là nước đã song hành và góp công tô điểm cho sự huy hoàng anh liệt đó bằng 1.000 năm chúng đô hộ đất nước ta, một thiên nhiên kỷ dài đằng đẵng, biết bao kiếp người sinh ra rồi phải mất đi vì chịu sự kìm kẹp khắc nghiệt khổ sai ác độc của chính quyền Nam Hán. Thế nhưng nhân dân ta vẫn tuyệt đối không bị khuất phục mà đánh bại, giữ gìn được truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của riêng mình. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938 giống như một lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng của giặc Hán về âm mưu thôn tính đồng hóa dân tộc ta. Chưa kể đến cả vó ngựa Mông Cổ cứ tung hoành ngang dọc khắp Á, sang Âu, bách chiến bách thắng, vó ngựa đi tới đâu là cỏ cây và con người bị tiêu diệt tới đó. Vậy mà ba lần đoàn quân khổng lồ ấy xâm lược Đại Việt thì cả ba lần chúng đều đại bại. Còn cả quân Tống, quân Minh, quân Thanh, chẳng một đạo quân nào của Trung Quốc sang xâm lược Việt Nam mà có thể toàn thân trở về từ thời cổ đại, trung đại và cho tới hiện đại. Không một giây phút nào Trung Quốc ngừng tham vọng chiếm đoạt Việt Nam, thế nhưng cũng chưa một giây phút nào chúng thành công dù chỉ là trong tưởng tượng. Hết giặc phương Bắc, chúng lại tiếp tục chiến đấu với phương Tây và Điện Biên Phủ đã trở thành mồ chôn giặc Pháp vào năm 1945. Còn đối với người Mỹ cho tới bây giờ, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 3 thập niên, thế nhưng nhiều sĩ quan Mỹ vẫn còn sợ hãi và bị ám ảnh. Họ vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam là một đất nước bé nhỏ mà lại có thể có sức mạnh đấu tranh kinh khủng như vậy. Vậy thì chắc họ chưa biết là dân tộc Việt Nam luôn khao khát được tự do và độc lập. Người Việt Nam luôn có một lòng yêu nước nồng nàn, vậy thì chẳng có lý do gì mà lại không chiến đấu hết mình vì đất nước đúng không nào? Bởi vậy, Trung Quốc đã nhận quá nhiều bài học từ những thất bại thảm hại từ những cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến như vậy, thì chẳng lẽ Trung Quốc còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Tiếp theo, nếu nói đến Trung Quốc e sợ Việt Nam thì chắc hẳn là do những vũ khí hiện đại bậc nhất mà Việt Nam đã công bố gần đây. Trong số những món vũ khí quân sự Việt Nam đang sở hữu, có thể nói tàu ngầm lớp Kilo thuộc loại nguy hiểm bậc nhất và nhiều quốc gia thế giới cũng đang công nhận điều đó. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ điện diesel, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, có chiều dài gần 74m, rộng 10m, lượng dạn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, tương đương với 37 km/h, có thể lặn sâu tối đa 300m và hoạt động độc lập 45 ngày đêm với thủy thủ đoàn 52 người. Song vũ khí uy lực nhất trên tàu ngầm Kilo là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Clark. Tổ hợp này có ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Kilo còn vận hành tốt cho vùng Biển Đông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị địch phát hiện. Tàu ngầm lớp Kilo đã được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Trong số những món vũ khí mạnh nhất mà quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu, không thể không bỏ qua máy bay Su-30. Chiếc máy bay này còn được gọi bằng biệt danh Hổ Mang Chúa, là thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất của không quân Việt Nam hiện nay.
Su-30 thuộc máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ tư xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Chiếc máy bay này kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35, đồng thời được cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hệ thống chiến đấu xương sống của Su-30 bao gồm radar, quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất. Tất cả giúp Su-30 trở thành vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, tên lửa hành trình P-800 cũng chính là thứ vũ khí khiến cho Trung Quốc phải lo ngại nếu xảy ra chiến tranh với Việt Nam. Vậy loại vũ khí này có gì đặc biệt để khiến một đất nước mạnh như Trung Quốc phải sợ đến như vậy? Đây chính là hệ thống tên lửa tốt nhất thế giới. Nó nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 0,7m, độ sải cánh 1,7m. Quả đạn được thiết kế với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. P-800 trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng, tên lửa P-800 sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động trên tên lửa sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km, kết hợp tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. P-800 thực sự là bài toán khó trong đánh chặn tên lửa của chiến hạm của thế giới. Bên cạnh đó, xe tăng T-90S cũng là một trong số những vũ khí mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xe được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hệ thống giáp bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và khả năng cơ động cao. Ngoài ra, chiếc xe tăng này còn có khả năng chiến đấu hiệu quả, chống tăng thiết giáp, pháo tự hành và các phương tiện chiến đấu khác có hiệu quả cao. Do có khả năng cơ động mạnh, xe được đặt tên là xe tăng bay. Vũ khí chủ lực của T-90S là pháo tăng nòng trơn 125mm 2A46M giúp tăng cường độ chính xác, được lắp đặt hệ thống chỉnh súng và nòng súng, có khả năng tháo lắp nhanh. Pháo tăng cũng được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng và hệ thống nạp đạn tự động mới nhất. T-90 là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp bảo vệ. Những lớp bảo vệ kiên cố giúp cho xe chống chọi được trên chiến trường khắc nghiệt. Ngoài ra, xe tăng T-90S có khả năng cơ động tuyệt hảo. Nhờ động cơ công suất 1.000 mã lực, kèm hệ thống treo tiên tiến, hệ thống trục xoắn cường độ cao, cắt giảm chấn thủy lực dung tích lớn, giải xích bản mặt rộng khi cần thiết có thể lắp guốc cao su, đảm bảo xe chạy êm khi vượt qua đường mấp mô, đồng thời có khả năng vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. Tiếp đến, vị trí địa lý cũng là một yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh của Việt Nam, khiến Trung Quốc phải kinh hãi, khiếp sợ. Bởi vị trí địa lý đặc thù của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với lợi ích quốc gia mà còn tác động trực tiếp tới môi trường an ninh toàn khu vực. Biển Đông đóng vai trò trọng yếu đối với an ninh Đông Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, đặc biệt là các cấu trúc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có thể tham gia vào hoạt động biển xa như là kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại trên Biển Đông, dùng cho mục đích quân sự như đặt trạm radar, các trạm thông tin xây dựng, các trạm dừng tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, từ đó kiểm soát và khống chế được toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam có đường bờ biển dài, có nhiều cảng nước sâu, có tiềm năng và năng lực vận tải lớn, điển hình như là cảng Cam Ranh, có khả năng làm căn cứ cho tàu ngầm, cũng như là tàu sân bay giúp kiểm soát an ninh Biển Đông. Vị trí an ninh này chính là một điều kiện thuận lợi để Việt Nam chúng ta có thể bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình tại Biển Đông, đồng thời cùng với các nước khác đảm bảo an ninh hàng hải và lợi ích chung khắc trên các vùng biển, từ đó chống lại sự áp đặt của các nước lớn trong khu vực, nhất là Trung Quốc. Cuối cùng, sức mạnh đáng tự hào của Việt Nam chính là sự ủng hộ và bảo vệ của công luận quốc tế. Đây là một trong những sức mạnh Việt Nam có mà Trung Quốc không bao giờ có được, thậm chí trong tương lai cũng rất khó sở hữu được sức mạnh này nếu như Trung Quốc vẫn còn giữ tính ích kỷ và tham vọng vốn có. Thực tế cho thấy cả thế giới đều nhận ra rõ tâm can của chính phủ Bắc Kinh là như thế nào. Một đất nước to lớn chuyên đi dọa nạt, xâm chiếm các nước nhỏ hơn, hòng độc chiếm cả thế giới từ đất liền ra biển. Đáng lên án là ở chỗ, chúng sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn ngang ngược nhất,
phi lý nhất để đạt được các mục tiêu mà chúng cho là cao cả và luôn không ngừng ngụy biện bằng những luận điệu xảo trá. Bởi vậy, chỉ cần Trung Quốc nổ một tiếng súng ngắm bắn vào Việt Nam chúng ta thì chắc chắn cộng đồng quốc tế dễ phản kháng và lên án kịch liệt. Theo đó, các cường quốc khác trên thế giới cũng sẽ bảo vệ Việt Nam không chỉ vì nền độc lập, hòa bình, chính nghĩa mà còn vì quyền lợi của chính họ. Cùng với đường lối ngoại giao rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam ngày càng giành được sự tin cậy và tín nhiệm của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với 16 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức quốc tế và có quan hệ với 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Đó chính là lực lượng hậu phương và là nguồn động lực to lớn để Việt Nam có thể tự tin đối đầu với bất cứ âm mưu xảo quyệt nào của thế lực ngang ngược như Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy, dù với kinh tế, chính trị hay quân sự, Trung Quốc có thể là một siêu cường lớn mạnh hơn hẳn so với Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam có đầy đủ những yếu tố quan trọng để khiến cho nước bạn phải sợ hãi đúng không nào? Các bạn nghĩ như thế nào về những yếu tố quan trọng của Việt Nam chúng mình đã phân tích ở trên nhỉ? Hãy cho Tim Mới biết ý kiến của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tim Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.